trận đấu của cặp đôi hạng A Cô Thủy, Cô Xuyến, Cô Thủy, Cô Thủy, Cô Văn Anh, Cô Linh. Cô Linh đã đánh ra ngoài. Cô Xuyến phát cầu. Cô Thủy. Bảng B ở hạng B nhất đôi trung phong nhì đôi Hồng Xuân Anh. Như vậy ván thứ một chúng ta thấy một trận đấu là đấy Dương Tuyết gặp Hồng Xuân Anh. Ván thứ hai Dương Tuyết gặp Cô Linh Mai Anh Nga. Cô Linh Cô Xuyến tâm lý đơn vị ba phút. Cô Xuyến Cô Thủy trận đấu bạn đã đánh cao. Bây giờ là Cô Xuyến phát cầu, Cô Văn Anh, Cô Thủy, Cô Văn Anh. Vâng, Cô Xuyến. Và những cái đường cầu rất là... quá đẹp. Cầu không qua. Cô Thủy, Cô Văn Anh, Cô Lây rất tiếc cầu đã ra ngoài. Còn đây anh Lây là một cầu thủ cơ thủ rất khỏe. Cái quả buộc của cô rất căng. Cô Xuyến để cái tay dài. Cô Văn Anh rất uy lực. Cô Văn Anh. Đây quả là một trận đấu đỉnh cao. Tuyệt vời. Điểm cho bên Cô Xuyến. Cô Xuyến của Văn Anh là ứng cử viên vô địch. Quá đỉnh. Quá đỉnh Cô Thủy Kỵ. Cô Xuyến. Cô Linh. Cô Linh. Vâng. Cô Xuyến Văn Anh. Cô Linh. Cô Xuyến. Cô Xuyến. Trên mọi mặt trận. Cô Linh. Đấy. Quý vị. Quá tuyệt vời. Mười ba, mười hai, xét 31, 16 đội sân. Tỷ số lúc này là 13-12. Cô Linh, Cô Xuyến, Cô Linh của đội, Cô Xuyến lại là Cô Linh. Hôm nay có những cái cú bỏ nhỏ rất ít người đạt được. Cô Văn Anh, Cô Thủy, Cô Xuyến, cầu thủ và người. Cầu ngoài sân. Số đang là 15-14. Cầu ngoài sân 16-14 đổi sân. Tỷ số là 16-14 nghiêng về đội Cô Văn Anh, Cô Xuyến. Cô Linh có thể đang thua 14-16. Quá đỉnh cao. Cô Thủy, Cô Thủy, Cô Xuyến quá đỉnh cao. Vâng, em thấy đội. Mười tám, mười bốn. Ở ngoài sân. 15-18, hai bên rất là sao kè. Cầu ngoài sân 16-18.
có thể về lời nhỉ. Đây là có những quả đấm cầu rất thần sắc. Rồi. Điểm cho con Xuyến. Mười chín mười bảy. Cầu trong sân. 20-17. Tầm cao cấp tỉnh và rất tiếc cầu không còn nữa. Thân sầu cô Xuyên 28-22. Đến thời điểm này thì chúng ta đã thấy rõ cục bộ bên nào thắng thua rồi. 28-22 và 23-28. Như vậy 30 chưa phải là tới, mà chưa tới 30. Và cầu ngoài sân 24-28. Cầu ngoài sân. À, cầu vẫn trong sân. 25-28. Tuyệt vời. Sắp lại tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Thank you.
quá là người ta hồi hộp. 28 đều đó. Hai chín hai tám như vậy đôi cô linh của sở đã lội được xong. Đây là quả cuối cùng chăng? Ra 30 đều. Đây là quả cuối cùng là đương nhiên rồi. 30 đều. Còn thắng là tôi Xuyến và Vân Anh. Tỷ số là 31-30. Chúc mừng cô Xuyến của Vân Anh. Nộn ngược dòng. Nhưng rất tiếc là không nộ được mãi. Nhưng mà thấy là tuyệt vời. Đấy, thấy là tuyệt vời. 30-31, một kết quả rất xuất sắc. Đấy. Anh em có điều gì trả lời không? Hả? Cô Xuyến đang bận nạp năng lượng chuẩn bị cho cuộc chung kết. Gì tâm sự không? À, ăn may hả? Đấy là thể hiện tài năng chứ không phải ăn may.